Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay thì các bạn thấy đây đó, mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn về cái mẫu xe Attack 160 phiên bản thể thao 2023 màu xám xi măng. Đó, thì bên cạnh đây thì có rất là nhiều dòng ha. Đây là dòng Attack Ý nha, các bạn nào quan tâm thì liên hệ với mình. Dòng Attack Ý chưa xăng cũng có và xăng đổ xăng rồi cũng có ha. Attack Ý từ đời 2008 đến đời 2012. Quay trở lại với cái chiếc Attack 160 này thì một trong những màu sắc mà được nhiều bạn ưa chuộng nhất luôn ha. Bữa giờ thì đối với màu sắc này thì mình cũng không có dẫn ra để mà quay riêng biệt một em này thôi. Các bạn nhìn thấy một cái màu sắc rất là đẹp luôn, hầu như là nhìn kiểu nó sang các bạn, với lại thêm màu bóng nữa. Màu bóng thì về cái chất, về cái vì lâu vì dài mà cái độ giữ màu của nó, cái độ mới nó sẽ giữ màu tốt hơn là so với những cái màu sắc nhám nha. Màu sắc nhám chẳng hạn như các bạn mua mà phiên bản đặc biệt à, phiên bản đặc biệt màu đen nhám á, thì thật sự mà nói thì khi mà bạn mới mua về á thì nhìn rất là đẹp nha. Nhưng các bạn tạo chạy tầm khoảng từ một tháng mà các bạn không có thời gian để chăm chút cho nó nhiều, không có thời gian để mà lau chùi nó nhiều thì nó rất là nhanh cũ và nhanh dơ. Và khi chạy nhẹ một cái là các bạn sẽ thấy vết xước liền đó, mà nó rất là dễ bắp dơ và nó nhanh cũ nữa. Nên là những màu sắc nhám thì theo riêng cá nhân Đức á, thì mình sẽ đánh giá không có cao. Còn những bạn nào thích chơi thì chơi thôi, nói chung mình tùy theo cái cảm nhận của mỗi người. Mình thì mình vẫn thích chơi màu huyền thoại hơn, màu bóng hơn ha. Đặc biệt là đối với cái màu xám xi măng này là một trong những màu sắc mới của Honda thì thời gian gần đây thì cũng được nhiều bạn rất là quan tâm. Một màu sắc rất là sang trọng, rất là đẹp, kèm theo đó là về cái phần tem xe nè, bạn nhìn thấy ở gần một tí nè, ở phần tem xe thì đối với cái đời 2023 này bên Honda họ cũng thay đổi ở cái phần tem xe lại rồi. Tem xe đối với cái đời trước đây á, thì nó sẽ là màu bạc anh em nha, màu bạc trải dài xuống tới đây luôn, nó trải dài xuống tới đây à. Và cái tem xe này anh em không thích á, thì anh em vẫn lột ra cũng được nha, lột ra cũng được luôn đó. Anh em nào không thích á, thì anh em lột ra, tại vì cũng có nhiều bạn hỏi mình á là cái tem xe này lột ra được không. Lột ra bình thường nha, anh em nào không thích thì lột ra, còn hoặc anh em nào mà mạnh mẽ xíu á, thì có thể là lột ra xong dán màu hồng vô cũng được đấy, rất là mạnh mẽ ha. Rồi giờ cái mặt nạ trước đối với cái màu sắc này, với cái phần thiết kế như thế này thì nó mang lại chúng ta một cảm giác gọi là nó nổi bật hơn. Khi mà những chiếc xe nào mà chạy chính diện thì nó đập thẳng vào mắt mình là ông này là ông phiên bản thể thao xám xi măng IBS nè, nhìn rất là đẹp ha, rất là ngầu luôn. Mà màu sắc này hợp cho cả nam và nữ luôn, chạy rất là đẹp. Bây giờ mình ngồi lên cho các bạn xem nè. Mình thì cao 1m68 thôi, nhưng mà mình xe này chắc chống chân không tới các bạn. Cao lắm các bạn ơi, mình cao lắm. Đây bây giờ mà các bạn nhìn ngang này nha. Đó, thì chân mình nó sẽ hỏng chân nha các bạn. Đây. Chung này cũng vừa đó, cũng không đến nỗi như là Attack 350 thì mình chạy cũng được, nhưng mà nó đuối hơn này. Ông này chỉ có 100, mình nhớ không lầm 130 mấy ký thôi. 130 mấy ký thôi, còn ông Attack 350 thì tới 770 mấy ký lần, mà nó to hơn nữa anh em. Đây, anh em nhìn thấy ha. Đó, mình chống chân như này. Thì anh em thể là xem và cân đối với cái thể trạng của mình. Mình là cái 1m68 thì anh em có thể nhìn thấy rồi đó. Rồi, nếu mà anh em ngồi phía sau như vậy chạy thì ok. Nói chung là nếu mà với cái dáng mình như vậy, cái dáng mình thì cũng không gọi là nó quá nhỏ con lắm, thì nó cũng anh em có thể nhìn thấy nó có vẻ cũng vừa tầm với cái tổng thể của chiếc xe ha. Còn anh em nào mà nhỏ con quá chạy chiếc xe này thì nhìn thấy chiếc xe mà chứ không thấy người các bạn. Đấy, chung thì 134 ký thì dẫn dắt thì nó cũng nhẹ nhàng đẹp. Chung xe này thì chạy nhìn rất là sang ha. Anh em nào chạy chiếc xe này còn cái là đảm bảo anh em luôn, cô gái là dính liền, không cần cô luôn anh em, gái nó theo anh em luôn đấy. Attack này nghe mà anh em chạy xe Attack rồi là biết là đại gia sói ca đó anh em ạ. Nên là một cái tên gọi là Attack, nghe chữ Attack thôi cái là biết là chân có tiền, nhưng mà tiền ở đâu thì mình không biết ha. Chung thì bây giờ nhưng để mà sở hữu ngay dòng xe này thì nó cũng khá là dễ dàng, nó không còn giống như ngày xưa nữa. Ngày xưa thì chúng ta phải mua bằng tiền mặt, bây giờ thì anh em muốn có một chiếc Attack rất là đam mê, chẳng hạn như ngày xưa mình rất là đam mê với dòng xe Attack như thế này, rất là mê lắm nha, nhưng mà không có tiền mua anh em ạ. Bây giờ thì tầm khoảng 20-30 triệu, 30-40 triệu là anh em sổ ngay dòng xe Attack này rồi ha. Bây giờ thì mua xe rất là dễ dàng lắm, trả góp thì nó hỗ trợ cho anh em đầy đủ hết tất cả mọi thứ. Và điều đặc biệt trên dòng xe Attack 150 hoặc là 160, 125 mà được trang bị hệ thống phanh IBS là sẽ hỗ trợ thêm cái tính năng là HSTC. HSTC ha, nôm na là hệ thống kiểm soát lực kéo.
Đây anh em nhìn thấy cái iPad nằm chỗ này nè anh em. iPad này thì được thiết kế G nha. Đây cái khớp phanh iPad nằm đây, cái cảm biến iPad nằm đây. Còn cái heo dầu là hai piston luôn, hai piston nha. Đây hai piston Nissin màu đỏ rất là đẹp. Rồi thì đối với những phiên bản nào mà nó trang bị hệ thống phanh iPad cho cả bánh trước và bánh sau nha, dòng ở thắt nha, nó tức là nó sẽ có hai kênh iPad luôn, thì nó có thêm một hệ thống kiểm soát lực kéo. Thì đối với cái hệ thống này, nó nôm na ra là nó sẽ cân bằng được cái sự chênh lệch tốc độ về bánh trước và bánh sau. Chẳng hạn như ví dụ các bạn chạy vào cái đường sình lầy nào á, mà bạn hiện ga lên á, mà chiếc bánh sau mà nó bị vô cái chủng nước á, mà nó quay nhanh mà xe không đi á, là khi đó nó sẽ có sự chênh lệch giữa tốc độ bánh trước và bánh sau. À, thì khi đó cái hệ thống này nó sẽ làm việc và nó sẽ cân bằng được cái cân bằng lại về tốc độ của hai bánh xe để lấy lại sự thăng bằng cho chiếc xe cũng như là tăng cái độ an toàn hơn. Đây là một tính năng rất là hữu ích trên những dòng xe cao cấp của Taiga Việt Nam, đặc biệt là dòng xe thắt của Hyundai Việt Nam này ha. Đấy. Thì nôm na là như vậy cho anh em dễ hiểu, chứ mà nói theo chuyên môn thì chắc chắn không ai hiểu đâu ha. Nôm na là như vậy. Khi anh em đi những đoạn đường mưa mà trơn trượt hay đường sình lầy nào á, thì anh em chạy thì chắc chắn thì cái tốc độ hai bánh nó sẽ không đều nhau đâu anh em, tại vì nó bị trơn cái bánh á. Anh em hiện ra lên thì cái bánh sau nó trơn chân trơn, mà bánh sau nó quay mà bánh trước không đi á, nó thì tình trạng như vậy thì cái hệ thống này sẽ bắt đầu làm việc ha, là tới công chuyện với nó liền, ra làm việc liền. Rồi động cơ thì động cơ Ebilus 4 van ha, động cơ mới hoàn toàn hiện nay luôn ha. Ngày xưa thì chỉ 2 van thôi, giờ lên 4 van, 4 van Ebilus. Lên 4 van thì chạy sướng hơn anh em, nhưng mà con cái thì nó âm thanh nó phát ra to lắm. Phuộc sau thì được thiết kế phuộc màu đỏ ha, hai phuộc nhìn rất là đẹp, rất là nổi bật luôn. Đó, mình rất thích cái form thiết kế như thế này. Rồi, thứ hai là về phần logo. Logo thì được đặt với cái màu đỏ nhìn rất là đẹp ha. Logo ví dụ như là khi anh em mà lỡ mà bỏ quên cái khóa thông minh vào cái cốp xe, hoặc là anh em mà không có cốp xe được thì anh em dùng cách này ha, em đưa vô cái phần này thì anh em gạt mạnh xuống là được rồi đó, nghe cái cọc là được ha. Rồi thì đối với trong cái cốp xe này thì bên Honda họ cũng thiết kế với cái cốp xe mình thấy nó không được thuận tiện lắm anh em, tại vì cái bình xăng nó mang ra phía trước, xong cái nó làm cái cốp xe này nó không có liền nhau, nó giống như là dòng dòng xe lít ha. Nếu mà như xe lít thì sẽ đẹp hơn, kiểu như là nó bê nguyên cái bình xăng ra phía trước, xong cái nó để là một chỗ hõm như thế này, nhìn nó giống như là nó lẩm chởm á, nó không có liền như là dòng clean các em, như anh em, nên là nhiều anh em cũng không có thích cái kiểu cốp này lắm. Rồi thì đối với cái thắt 125 160, cái cổng sạc ở trong đây là cổng sạc USB nha anh em nha, chứ không được tích hợp cổng sạc Type-C như là trên dòng thắt 350 nha. Dòng thắt 350 thì nó tích hợp cổng Type-C luôn rồi ha, không có USB nha. Còn cái dòng 160, 125, 150 thì vẫn còn sử dụng cái cổng USB ha. Đó, cốp xe thì như vậy anh em nhìn thấy ha, cốp xe thì nó chia thành hai ngăn, ngăn trên và ngăn dưới. Ngăn dưới đây thì chắc ngày xưa này là bình xăng nằm để đây nè, nên là bây giờ nó đem ra phía trước, xong nó cũng không thiết kế lại cái phần cốp xe luôn, nên nó để lẫm chởm như vậy luôn. Rồi về cái các nút bấm ở trên đây thì như anh em nhìn thấy nè, nên đây thì mặt đồng hồ nó có hai vị trí ha, mặt đồng hồ phía trên và đồng hồ phía dưới. Đó, và nút bấm thì có info A, info B. Info A thì nằm trên, info A thì chỉ điều chỉnh trên, info B điều chỉnh dưới ha. Rồi cốt pha thì có vắt xin cho anh em luôn, nhưng mà không có công tắc đèn nha. Anh em nào muốn gắn công tắc đèn thì hãy liên hệ với mình trên dòng xe thắt này ha, tắt đèn để khi mà anh em đi những cái đoạn đường mà có người dân nhiều, mà anh em muốn tấp vào lề á, hoặc là những chỗ mà nơi ăn vặt này kia lề dưới hè đâu á, thì tắt đèn thì cũng rất là thuận tiện nha, hạn chế được cái tình trạng là soi cái đèn vào mặt người khác. Rồi thì về mức giá đó, với cái dòng phiên bản này hiện tại là chỉ có 115 triệu thôi, giá đã bao VAT rồi nha, chưa bao gồm chi phí lăn bánh. Anh em nào quan tâm về chiếc phiên bản thể thao 160 này hoặc là những dòng xe thắt khác thì hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại của mình nhé. Hãy follow kênh Alo Xe để cập nhật nhiều thông tin về xe máy hơn nữa nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều.